Nhau quá. Ngờ nghệt. Nó ngờ nghệt. Nó này em thấy chị ướp luôn đúng không? Em ăn cái vị nó vừa luôn á. Khác bả chầu. Còn bên này là da, da heo. Tiền quán là 298 thêm 14 hạt phần. Bây giờ này là vậy rồi có tính tiền to to không anh? Xin chào mọi người nha, chào mọi người đã đến với lại channel của mình. Thì bây giờ là 4 giờ chiều và mình đang đi ăn buổi chiều nha các bạn. Hôm nay thì mình ăn cùng với lại con nghệ. Đây là nghệ, chiều hôm nay thì mình ăn bánh canh nha. Tô bánh canh ở đây là bánh canh ở địa chỉ số 298 trên 14 Hải Phòng. Bánh canh này có tên là bánh canh cá bả chầu. Một tô bánh canh như thế này thì có giá là 10.000. Mình sẽ ăn kèm gọi kèm topping một tô cá. Cá trong này thì mình thấy là có da nè, cũng có lát cá bả chầu to chưa. Bình thường ở đây sẽ có lòng với lại mắt nữa. Rồi, bên này là cái tô sốt mỡ khí. Mời cả nhà dùng buổi chiều với mình nha. Ghê ok không? Wow. Sao mà sườn căng vậy bác? Ăn đi, ăn bình thường đi. Lạc hả? Cho thêm mắm nè. Giờ mình sẽ ăn tóp mỡ nè. Ý là có chả cách xe không mà sao mà diễn dữ vậy? Nụ cười ngờ nghệt, đôi mắt thất thần. Tóp mỡ rất là giòn, ngon, hơi đặc. Ok, mời các bạn dùng buổi chiều của mình nha. Một tô như này thì có chút xíu à. Mọi người mà đến đây ăn á, kiểu như ăn giống như đồ chơi các bạn. Các bạn thấy giỏ rất là nhiều cái nhỏ. Chén quá trời luôn á. Mọi cái nước dùng nè, nước dùng rất là thơm một cái nha. Rồi mình cho thêm một miếng chanh luôn. Không biết ở đây có ai kiểu ăn chanh nhiều như mình không? Mình ăn cái gì á, ví dụ như món bánh canh nè, hủ tiếu nè là phải có chanh nha. Mà phải double nha các bạn nha. Ở đây ngồi gần cái sân bay mà cái bay bay qua bay lại, nghe không? Nghe tiếng không? Tô như này thì có cá ở trong nè, với lại có da, rồi có vài miếng tóp mỡ. Một tô tóp mỡ như này là mình gọi như vậy là có giá 10.000 nha các bạn nha. Khi ăn thì mình có thể ăn kèm với lại tự nhiên quên tên nha. Nem mà chả. A few moments later. Rồi mình sẽ cho chút ớt, ớt sa tế nha. Mà nhiều thế. Ok, mình có thể dùng nha. Mình sẽ bóc một cái chả ra. Đây, giới thiệu mọi người, đây là miếng chả. Ngon không bé? Rồi, tô mà kiểu như là full topping nhé. Nhất kia đó. Hơi cho nhiều ớt nên hơi cay xíu. Tô ở đây giá 10.000 nhưng mà có chút xíu bột thôi. Mình ăn khách, khi mà khách tới đây ăn nó thường là sẽ ăn 2-3 tô vậy á. Ăn bánh canh mà ăn 2-3 tô vậy á. Ăn quá trời là ăn. Bột này là bột lọc nha. Có mỡ không giòn. Nghe tiếng giòn qua đây luôn. Da thì nó sụp đó các bạn. Ngon quá à. Thèm không? Thèm không?
đây là tô cá mình ăn kèm này mọi người. Chị Hai sẽ cho miếng đuôi, đuôi này mình sẽ chia ra nha. Tại vì tí nữa mình chung tiền mà. Hay sao ạ? Tuyệt vời chưa ạ? Sẽ cho một miếng da. Ngon quá hả? Ăn trúng rau răm món thơm thật sự. Chị Hà không cho nước mắm mình nó kiểu nó cũng vừa vừa mà. Chắc cho em ăn mà. Rất là tuyệt vời. Ý là mình có được trả cách xe không mà mình diễn dữ ạ. Mình à em như vậy mình phải trả tiền. Hỏi nha. Nhưng mà vẫn trả tiền như thường nha. Mình sẽ ăn nem cho các bạn xem nha. Ok. Giới thiệu một chút gì về cái nem đi ạ. Ok. Bên ngoài có một sợi dây thun buộc. Cái gì vậy? Đây. Lâu quá nhà hơi cồng kề nha. Đấy. Rất là tuyệt vời. Cái nem này nó có màu hồng. Bên này có miếng ớt nè mọi người. Ngon không? Chắc mọi người thèm lắm chứ gì. Đây mình sẽ bỏ vô đây nhúng nhúng nước. Ngon. Chua chua. Chua chua. Sao mà nhẽo nhão quá vậy? Đâu có nhẽo đâu. Nó phục phục. Ok. Bị sẵn á. Rất là ngon, cay cay nữa, cay thèm. Ok, ok. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Xíu hả, xíu hả? Không có ai đỡ. Tôi quay rồi, không có ai đỡ. Bây giờ mình sẽ chơi một mini game. Có muốn trả tiền không? À, có muốn không trả tiền không? Có. Giờ ai mà chơi thua á là bị phải trả tiền. Ok. Nói chữ đi. Bánh canh vô rồi đó. Canh chua. Chua chát. Chắc nhét. Chắc nhét là cái gì? Chắc nhét thôi. Có chắc nhét mà. Chắc nhét hay gọi là chắc nhét. Ngắt. Ngắt. À rồi. Ngắt okay. Rau. Rau xanh. Xanh thẳm. Thẳm là cái chi chá. Chết rồi. Phải trả tiền rồi ạ. Mà. 1, 5 nè, 2, thẩm thẩm. Không, thì em cũng thẩm thẩm lại được nữa. 3, thẩm thấu. Thấu xương. 2,000 years later. Xóa xóa lại quay lại thời gian đi. Giờ mình chơi lại đi. No. Thôi tiếp tục ăn đi, đằng nào bé cũng trả tiền rồi bé ơi. À, quán mình là bán từ 11 rưỡi tới 6 giờ, có khả năng là 6 rưỡi mới hết. Dạ. Quán mình đây ở đây cũng được tồn tại cũng được 4 năm rồi. À, mình bán ở đây là 4 năm rồi. Thì thường mà giờ cao điểm nhất á, nếu mà buổi trưa. Dạ. Buổi trưa tầm từ 1 từ 12 giờ tới 1 giờ. Với là từ 3 giờ tới 5 giờ chiều. Dạ. Là giờ cao điểm. Quán là 298/14 Hải Phòng. Dạ. Này là chỉ có anh chị bán thôi đúng không? À chỉ có hai vợ chồng bán thôi. Yeah. Mình sẽ bắt nước từng tô vẽ rồi chị hờ. Nước sôi xong mình cho vào từng tô vẽ. Cho trụng bột á, tại anh cái đầu mình trụng cái đó. À dạ. Cho anh cái
chín bột cái mình úp vào cho thấp luôn. À chín là nó nằm mới lên em. À nó chín là nó nổi lên là mình biết là khách hàng nhà điều tới. Dạ khi mà nó chín là sợ bột sẽ nổi lên. À cái này em thấy chị ướp luôn đúng không? Em ăn cái vị nó vừa luôn á, cá bả trầu. Còn bên này là da da heo. Tính tiền đi ạ. Nụ cười sao mọi người nghe dữ vậy? Giờ làm sao đây nói? Nói gì đi? Nói gì để cho chị hai trả tiền? Nói gì ta? Hai nhận đi mấy? Như vậy thì làm sao mà người ta trả tiền được ạ? Hả? Mình có một cái hành động năn nỉ hay là... Thế thôi trả tiền đi, đứng hàng trả tiền đi. Ăn xong nó không chịu trả tiền mọi người ơi. Nó thua mà nó không trả tiền luôn á. Ok, như vậy là mình đã dùng xong buổi chiều món bánh canh tại quán 298 trên 14 Hải Phòng nha các bạn. Bây giờ thì xin kết thúc cái video, hai chị em mình đi về nhà. Bye bye. Nếu mà các bạn xem video mà thấy thích thì hãy cho mình một nút like và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ bạn tấm làm kia nha. Còn bây giờ thì bye bye và chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bye bye.